mang tên Michael Robinson của chúng tôi. Bây giờ các bạn cùng tôi thực hiện cách làm nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có thể đan một chiếc vòng tay mang tên một MC, đó là Michael Robinson. Thì đối với cái mang tên này nó khá là dài, nhưng các bạn thì các bạn sẽ sử dụng cái phần kim để sâu vòng này và cái phần chỉ, cái phần chung, dây chung để sâu vòng các bạn. Đây là lấy một cái phần dây. Bây giờ thì mình sẽ ghi chép chữ và cái phần tên nhé. Thì các bạn sẽ cần có đó là cái hạt ngọc để trang trí với những cái hình dáng và những cái kích thước khác nhau, kết hợp thêm với những cái phần chữ ở trong bảng chữ cái tiếng Anh, thì để mình ghép được cái tên của cái người này. Giờ đầu tiên mình sẽ gắn cái trang trí này trước. Mình sẽ lấy một cái bàn hạt trang trí, sau đó thì mình mới ghép cái phần chữ sau nhé. Mình có một hạt màu đỏ, màu vàng. Bây giờ thì sẽ là cái phần hạt màu tím này. Tiếp theo mình sẽ chọn tiếp cái phần hạt màu xanh lá cây nhé. Bây giờ mình sẽ đi ghép cái phần tên. Phần tên này khá là dài, mình sẽ chỉ ghép một số các cái hạt như này thôi, và mình ghép cái phần tên. Sau thì mình vẫn còn cái vòng này còn thừa chỗ, nên mình sẽ tiếp tục ghép tiếp những cái hạt nữa vào nhé.
Mình sẽ nghe chữ Robinson trước. Robinson trước. Chữ C, chữ H thì chữ H sẽ phải ghép trước. Chữ này thì nó sẽ có chữ I và chữ M. Michael Robinson. Giờ thì sau đây mình sẽ ghép thêm một số các cái hạt ở bên trên nhé. Cái dây ở trên cái phần kim ra, và mình sẽ cắt đứt cái phần hai cái dây ở hai đầu lại để chúng ta sẽ có được cái phần chiếc vòng tay hoàn chỉnh với cái hình tròn hình tròn. Các bạn sẽ phải cắt cái kim trở lại cái bếp mình cứ để tránh cái việc gây nguy hiểm nhé. Thì mình sẽ cắt đứt cái phần được. Như vậy thì chúng ta đã hoàn thành xong chiếc vòng tay mang tên Michael Robinson rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cách nghiền chiếc vòng tay này nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé.